Chào các bác nhé. Chào các bác nhé. Em làm video trồng cây kiếm. Em có ươm một cây kiếm nhé. Bây giờ là nó đã lên lên rễ, lên mầm khỏe. Bây giờ em cho ra chậu to hơn. Cho chậu to hơn cho cây nó lớn nhanh nhá. Giá thể có than này, vỏ thông này. Loài kiếm này cũng dễ trồng thôi. Trồng kiểu phong lan hoặc là trồng kiểu địa lan được nhá, trồng kiểu nào cũng được hết. Giá thể có thể là chấu hun này, các cái giá thể hoai mục của phong lan nhá, chúng ta có thể đem đi trồng hết được hết. Giá thể của kiếm lưu ý là cái giá thể nó phải hơi hơi ải một tí nhá, có nghĩa là giá thể nó mềm một tí và nó độ ẩm nó sẽ cao hơn phong lan. Đó. Nhân vật chính hôm nay đây ạ. Cây này cây xanh lộc ninh nhá. Cái này em lấy giống của anh Phước. Cây đã nở hoa 2 lần tại nhà. Trồng cả bầu à. Đó. Giá thể rất dễ, bộ rễ rất là đẹp nha. Đặt vào đây là cây nó sẽ lớn ầm ầm luôn. Em kê lên nhé, cao cao thì cho bác xem. Này phải tạm thời lấy dây cố định cái lá nhá. Đây là dây đồng và dây nhôm. Đây là còn bước cố định lá và vùi giá thể nữa là xong.
Cái này cũng trồng sang cái chậu này là trồng tạm thôi nhá. Lúc nào cây to hẳn thì mình cho qua cái chậu gốm nhá. Là đẹp rồi. Các bác ươm thì các bác cho bằng cái giá thể đấy thì giá thể nguyên rêu thì dễ ra nó nhiều dễ nhanh hơn nhá. Em đây là trồng còn bằng giá thể cũ, trồng nguyên bằng giá thể cũ. Như này là đẹp rồi. Rồi cuối cùng cho một tí rêu, rêu sâu rải bề mặt này. Một chút phân tan chậm nè. 20-10-10 TE này. Đó. Quá trình chuyển giá thể này nó không ảnh hưởng đến rễ nha, bộ rễ nha. Cái bộ rễ này trước kia là nó chưa có rễ là em ươm lên. Bây giờ nó ra nhiều rễ rồi thì mình chuyển sang chậu to. Thì nó cũng không làm hỏng mất cái bộ rễ của mình. Em đang vít vít cái lá ra nhá. Vít cái lá xuống một chút cho nó đấy ra, cho nó đẹp, cho nó ngả lá ra cho nó đẹp. Ok. Cố định nốt cái lá này nữa. Trồng lan, trồng các loại lan này kiếm là dễ trồng nhất nha. Kiếm này, xong địa lan này, xong rồi mới đến thân thòng. Đơn thân nhá, phi điệp là khó trồng nhất nha. Phi điệp là dễ bệnh nhất. Nhờ bệnh phi điệp bị thì chưa được nghe, nhưng mà bệnh kiếm này bị là như cái bệnh sần lá do virus đấy là không chữa được nha, chỉ có bỏ cây thôi. Đó, được rồi đấy ạ. Rêu vào đây cho nó ẩm cho cây kích thích cho dễ nó ra. Đã xong.
Cái này tầm một vài tháng nữa nó to, nó đẻ ra được tầm 5 thân. Tầm 5 thân là mình lấy được, mình chuyển chậu được. Ra 5 thân, 4 thân, 4, 3 đến 5 thân nhá. 3 đến 5 thân là chuyển chậu được. Khi nào nó cảm giác nó chật ra đẻ lên đây này. Ra đến cái khu vực này nữa. Thì lúc đấy chuyển chậu. Ok. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Chúc mọi người có những chậu lan đẹp.